cái kia nó lặn lại đeo ấy không đeo cắm nó về cứ vô rồi đến nhà không phải vậy. Nè nhìn xuống đây nè, ừ đó thấy không biết không, nè nhìn xuống đây nè, ở cái đầu ra sợ san hô nè, con vừa biết san hô là cái gì không? San hô là con hay là cây? Cây kìa. Vâng, nhưng mà bản thân cái con đó đó khi nó già là cái tế bào nó trở thành nó bị nó phiêu sinh rồi này nọ, nó ăn cái đó làm thực phẩm cho nên nó là con chứ không là cây nó, nhưng mà do cái lão quá của nó thì nó bị nó trở thành vô quá nó là nó là một cái hệ thực vật giống như là ở một cái hệ sinh vật giống như là trên mặt đất liền vậy đó, đủ loại trên đó, đó là 350 mấy loại. Con nhớ con vô ở Dương Học của Phe Nha Trang không? Nhớ. Con màu sao con mè trời. Con ngắm nó có biết gì đâu. Mẹ đứng yên mày đi. Con về con dạy nó kể cho nhà dưỡng em không biết gì đâu mẹ em đó. Mẹ đó, không có bước xuống không mà. Con cá lội nữa giờ. Đó, đó, nhìn đi. Đó, có gì đâu, căng thẳng, nhìn đi. Để lên ghế ngồi.